thì bọn chị thấy là khó ra nhiệm vụ cũng như là không thấy cuộc tấn công nói chung của trong bộ đội thôi. Thế là như thế là giao cho mình giao cho trung đoàn 98 đánh chiếm C1. Thì lúc đó là mình cũng chuẩn bị lực lượng và tiếp tục trinh sát nắm sự bố trí của địch. Sau đó hình thành lên được phương án tác chiến trên đồi A1, à, trên đồi C1. Vậy thì cái lực lượng trên đồi, lực lượng của ta bố trí để tiến công đồi C1 ấy, của trung đoàn 98 là gồm có những đơn vị nào ạ? Tôi nhớ có 3 tiểu đoàn. Tiểu đoàn tôi cũng nhớ là có 3 tiểu đoàn. Thì lực lượng trung đoàn 98 thì tiếp tục dùng cái lực lượng của mình làm chốt trên đồi C1 trong cái thời kỳ sàn co nếu mình là địch. Và trong thời kỳ ấy thì mình tiếp tục chuẩn bị tấn công.